rời đi luôn. Đây là một cái thương hiệu quần áo đó, Evopoda nè, hay tài trợ cho các cái nghệ sĩ. Thôi em đậu ở đây nha. Vừa nước ngập vừa nhà cửa buôn bán làm ăn héo teo như nhau. Giảm 30%. Dạ, Sài Gòn hôm nay xin kính chào cô bác, anh chị và các bạn. Hiện tại bây giờ là 8 giờ 20 phút tối ngày 17 tháng 12 năm 2023. Và chúng ta còn một tuần nữa là tới Noel. Em đang đứng ở khu vực đường Tân Mỹ hướng về đường Nguyễn Thị Thập, khu vực quận 7. Và tối hôm nay thì em vừa mới đi lễ ra. Ở đây có giáo sứ Tắc Rội, khu vực đối diện chợ Tân Mỹ đó cô bác anh chị. Có cái thánh lễ vào lúc 7 giờ tối ngày Chủ nhật, cho nên là em vừa mới đi lễ ra. Tiện thể ở đây thì mời cô bác anh chị đi dạo phố một chút khu vực quận 7 nha. Và em sẽ đi trên con đường Nguyễn Thị Thập hướng về khu Him Lam, khu nhà giàu Him Lam. Và con đường Nguyễn Thị Thập là một con đường rất là sầm uất nhộn nhịp của khu vực quận 7 ngày hôm nay. Chính vì vậy mà buổi tối có lẽ là đường xá nó còn sẽ rất là đông đúc. Đó, thì em xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn có một buổi tối bình an, nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Cùng với đó là có những cái giây phút dạo phố cùng với Sài Gòn hôm nay. Đấy, không để cô bác anh chị đợi lâu nữa, em bắt đầu lăn bánh từ từ tới con đường Nguyễn Thị Thập nhé. Khu vực này là chợ Tân Mỹ, bia hơi Hà Nội, góc phố. Đó, ngày hôm nay thì mấy cái quán bia đó. Cái quán này là quán cóc lề đường thôi, lặt vặt thôi, nhưng mà vắng vẻ lắm, không có ai ăn nhậu hết. Không biết trên con đường Nguyễn Thị Thập thì như thế nào. Ồ, tối rồi mà mấy anh xe ôm vẫn còn ngồi ở đây rất là nhiều ha, 2-3 anh. Ở đây thì chúng ta có những cái con đường số. Và ở đây thì thuộc phường Tân Phú, Tân Phú quận 7. Đây là phía trước chợ Tân Mỹ đây. Chợ Tân Mỹ thì ở phía trước này thường nó nhộn nhịp hơn là phía trong chợ nha. Tại vì vừa là cái con đường đi, vừa là những cái tiệm ở mặt tiền này người ta trang trí, người ta bán rất là bắt mắt. Thành ra ở đây lúc nào cũng thấy cũng đông. Còn vào trong chợ thì thường nó sẽ vắng hơn. Cộng chợ Tân Mỹ nè. Rồi bây giờ cũng đã 8 giờ rưỡi tối rồi. Thành ra là chợ nó sẽ người ta đóng cửa hết rồi. Đó. Mấy cái con đường xung quanh chợ này bán trái cây rồi gì về đêm này là bây giờ là trống vắng hết nè. Chỉ còn lại cái con đường Tân Mỹ này ở ngoài thì người ta còn buôn bán rồi. Tới khoảng 9-10 giờ người ta đóng cửa. Con đường bên hông chợ này vẫn còn những cái sạp trái cây, nhưng mà bây giờ thì lưa thưa người mua thôi, không còn đông đúc nhộn nhịp nữa. Rồi em chạy ra con đường Nguyễn Thị Thập nha. Trời ơi, bắp nếp, bắp Mỹ, gọi cuốn. Phố xã thấy đèn rồi cũng lung linh quá ha. Ồ, ở đây bán đồ Tết rồi, bán quà Tết, giỏ quà Tết. Cái công ty 141 này thì họ thường bán giỏ quà Tết. Ồ, em thấy con 710 mấy ngàn đó, 1 triệu đây, 900, 1 triệu đó. Quà Tết chợ Tân Mỹ năm nay không biết là người ta có mua các cái giỏ quà như vậy để biếu nhiều hay không, nhưng mà với cái tình hình kinh tế nó khó khăn thì em nghĩ là năm nay cái giá của một hộp quà nó sẽ rẻ hơn những năm trước để bán được, chứ không mà mắc quá thì rất là khó bán ha, trong cái tình hình kinh tế khó khăn ngày hôm nay. Bên phải thì chúng ta quẹo đường Nguyễn Thị Thập về Nguyễn Văn Linh, về Huỳnh Tấn Phát, khu chế xuất Tân Thuận ha. Còn bên trái thì em sẽ quẹo lên hướng của Lotte. tối hôm nay còn có thủy triều lên nữa đó. Cái hố nước trước con hẻm cô bác anh chị thấy không, đó là cái thủy triều lên đó. Rồi tiệm đối mi dời qua kế bên, quý khách vui lòng qua tiệm mới sát bên. Rồi em mời cô bác anh chị lang thang từ từ về hướng của Lotte Mart nha, con đường Nguyễn Hữu Thọ đó, và chúng ta đi ngắm cảnh đường phố của khu vực Nguyễn Thị Thập về đêm. Ở đây là những cái hàng quán người ta bán nội thất, trang thiết bị nội thất. Con đường này là cái con đường bán vật liệu xây dựng nội thất rất là nhiều. Tối ngày chủ nhật mà đường xá thấy cũng khá là vắng. Trời Sài Gòn những cái ngày gần tới Noel này thì không có lạnh, thậm chí nó còn hơi bị oi bức. Bún cá miền Tây 30.000. Hàng quán thời trang này, các cái tiệm thời trang này giờ vắng tanh ha. Nhà bán nhà cho thuê cũng đầy luôn. Không biết là phía trên đường Nguyễn Hữu Thọ thì nó như thế nào. Dưới này thì em thấy cũng không có nhiều hàng quán buôn bán lắm. Các cái cửa hàng thì thấy cũng rất là vắng vẻ, không có khách. Những cái cửa hàng thời trang đó các anh chị. Không biết các quán nhậu trên con đường này như thế nào, nó cũng có một số quán. Đây là con đường Lâm Văn Bền. Lâm Văn Bền quẹo phải thì chúng ta sẽ đi ra đường Trần Xuân Soạn nha. Cái tiệm quần áo mua 2 tặng 1 đó. Bên con đường Nguyễn Thị Thập này bán bàn ghế, sofa, đồ ghế, phòng khách, phòng ăn đồ rất là nhiều á. Nếu mà cô bác anh chị ở gần đây qua cái con đường này có rất là nhiều cái kho, người ta dẫn mình vào để người ta cho mình coi hàng. Họ trưng bày không có nhiều đâu, nhưng mà trong kho nhiều mẫu lắm. Nhiều khi chúng ta phải vô hỏi, chứ còn đi ngang nhìn mẫu thì ít lắm, không có nhiều mẫu. Tối nay cuối tuần nhưng mà em thấy đường xá cũng điều hưu mà quán xá cũng vắng vẻ. Không thấy nhiều khách ha. Ở đây có quán nhậu này người ta đóng cửa luôn rồi. Đóng chắc cũng lâu rồi, quán này em thấy đóng cũng lâu rồi. Bọc Liêm đó. Tình hình ngày hôm nay các cái hàng quán thì rất là dễ bị rơi vào cái cảnh như thế này. Đặc biệt là các quán nhậu. Mấy cái quán cà phê như thế này thì rất là đông này. Cà phê các bạn trẻ, cà phê ăn uống lặt vặt á thì lại rất là đông. Trời thời tiết nó nóng như thế này thì người ta thường đi vào các cái quán máy lạnh ngồi. Em dừng đèn đỏ ở đây nha. Đường Nguyễn Thị Thập này thường rất là đông á, mà hôm nay em thấy là cũng vắng. thời trang công sở. Bên phải của em đó, tiệm quần áo thời trang công sở đó, tối nay đóng cửa luôn, nghỉ bán. 8 giờ mà thấy hàng quán đóng quá trời. Đây là con đường Mai Văn Vịnh nha. Nước đang lên nè. Ủa, nước bây giờ mới lên nữa hả? Cuối năm rồi mà nước còn quá trời à. Em thấy nước lên em quẹo vô một chút để cô bác anh chị xem. Đường này thì hình như không có ra đường Trần Xuân Soạn được nha. Trời ơi, nó không có to lắm nhưng mà nó cũng ảnh hưởng nhiều tới cái cuộc sống của bà con mình. Khu này cũng giàu có mà cuối cùng nước ngập bây giờ cũng không chừa một ai ha. Các cái con hẻm này, các con hẻm bên trái của em này đó, đường cũng ngập, hẻm cũng ngập. Nó đang tràn ra này. Hôm nay cũng là ngày, hình như là ngày 5 tháng 11 âm lịch. Nhà cho thuê một phòng luôn nè. Nhà cho thuê. Rồi em quay ra nha, chạy một chút xíu để cô bác anh chị thấy trên con đường Mai Văn Vịnh này. Chứ đi thẳng thì không ra được đường Trần Xuân Soạn đâu. Em sẽ chạy ngược trở lại nha, về đường Nguyễn Thị Thập, và chúng ta đi thẳng về khu Him Lam, khu Lotte. Tắm rưỡi rồi bây giờ nước làm như là đang lên đó. Rồi em mời cô bác anh chị quẹo phải nha. Quẹo phải hướng này, chúng ta chạy tiếp tục trên con đường Nguyễn Thị Thập và đi về hướng của Lotte quận 7. Chạy từ từ ngắm cảnh phố xá vắng. Quần áo thời trang thì cũng vắng luôn. Ở đây cả quán cà phê ha, quán cà phê đó. Đây là một con đường số thôi. Tối tối như thế này thì em thấy các cái quán cà phê và các quán ăn á, thì sẽ đông đúc hơn. Còn mấy cái quán nhậu và cái quần áo thời trang á, thì vắng vẻ quá. Các cửa tiệm quần áo trống trơn. Hai ba chú luôn, chú bên này với chú bên này. Số phận như nhau. Đó. giảm 30%. Tính ra là con đường này buôn bán quần áo thời trang cũng nhiều đấy chứ. Nó không phải là một con phố đa số giống như các cái con phố Nguyễn Trãi hay là Lê Văn Sĩ hay là khu Quang Trung, nhưng mà em thấy bán thời trang cũng nhiều. Thua lắm, bán quần áo thua lắm, giảm giá quá trời luôn mà khách cứ không thấy. Ồ, hôm nay em cảm giác nó rất là vắng vẻ của các anh chị. Không có đông đúc nhộn nhịp như là những cái ngày chủ nhật tuần trước. Đó, và Noel rồi đó. Các cái tuần khác này thấy vắng quá. Đây là bán bún bò. Đó, bún bò bây giờ đứng dưới đường để mời khách luôn ha. Bên trái và bên phải của em thì những cái con đường số, các cái khu dân cư. Ở đây đường số nhiều lắm, cắt ngang cái con đường Nguyễn Thị Thập này. Trời, phố xá hôm nay em thấy nó điều hiu thiệt đấy chứ bộ. Ngày chủ nhật cuối tuần. Nhà cửa để cho thuê cũng quá trời luôn. Trung tâm điện máy rồi nè, khách khứa cũng không có. Ở đây có cái quán dê nha. Rồi, quán nhậu. Đó. Trời ơi, nãy giờ là em không quay các cái khu nhà cho thuê mà bây giờ thấy quá trời luôn. Thêm một cái thương hiệu thời trang đó, người ta rời đi luôn rồi. Thương hiệu thời trang rời đi thì một anh ở dưới bán quần áo. Rồi thiệt tình là đêm nay đường xá đã thấy nó rất là điều hiu đó, mà rất là nhiều cái thương hiệu quần áo nó cũng rời đi luôn. Đây là một cái thương hiệu quần áo đó, Evopoda nè, hay tài trợ cho các cái nghệ sĩ, các cái game show. Mà em thấy trong cái game show của Điền Quân á, lúc trước á là hay có cái thương hiệu này nhất. Bây giờ Điền Quân rồi cũng lặn rồi, cũng đang nợ thuế. Còn cái thương hiệu thời trang EV Moda này cũng em cũng thấy đóng cửa rất là nhiều ha. Như hiện tại này cô bác anh chị đang thấy này. Phố xá quận 7 tối nay quá điều hiu luôn. Mắc tiếng mấy anh bảo vệ ngồi không có chiếc xe nào hết. Ồ, ở đây có một cái thông mà cao cao cũng to to. Đây là quán karaoke ha, sinh đôi đó. Đó, nhà cửa này cô bác anh chị cũng hình dung được là cái hoàn cảnh khó khăn ngày hôm nay của các cái cửa hàng kinh doanh ở Sài Gòn mình đó. Đêm đi một chút mà thấy cũng rất là, ô có anh là chạy xe, đêm đi một chút mà thấy cũng rất là te tua luôn, phẳng vỡ. Vắng vỡ bán quần áo đó, quần áo vỉa hè ngay chỗ cái nhà người ta đóng cửa cho thuê. Đây cũng cho thuê nhà này, quá trời luôn. Gần Noel rồi và cũng gần Tết tới nơi. Tết cũng chỉ còn có khoảng chừng vài tháng nữa đây là tới Tết rồi. Bây giờ thấy cái tình hình làm ăn kinh doanh của bà con mình cũng rất là buồn ha. Tới tối đi ngày chủ nhật cuối tuần mà cô bác anh chị thấy là cũng rất là vắng luôn, khách khứa không có bao nhiêu, hầu hết là như vậy. Quán nhậu quán ăn thì giảm 50% khách khứa. Các cửa tiệm thời trang ngày hôm nay thì toàn là đóng cửa đó, toàn là đóng cửa, toàn là dán bảng như thế này luôn. Trời đất ơi, phố quận 7 đó, Phú Mỹ Hưng thì không nói rồi, cái phố này sầm uất là thế. Mặt bằng ở đây thì giá cũng cao đó, nhưng mà so với khu Phú Mỹ Hưng thì không bằng đâu, không bằng một góc đâu. Nhưng mà nhà cửa làm ăn thấy bi đát quá trời. Thì em quay trực tiếp hình ảnh đó, cô bác anh chị nhìn cũng thấy đó. Thì chúng ta cũng hình dung được phần nào. Càng ngày thấy càng nhiều cái cửa hàng người ta đóng. Đây nữa nè, rất là nhiều cái cửa hàng người ta đóng đó. Thế là tối là bà con mình đi bán vỉa hè như thế này đó. Giống như bên trái của em ở đây này, có một cái thương hiệu Tokori BBQ này đó, người ta cũng đóng cái cửa lại, đâu có ai buôn bán gì, dẹp luôn cái mặt bằng ở đây đóng cửa luôn nó không. Đóng cửa quá trời. Khúc này thì lên tới Lotte thì hy vọng là nó đông hơn. Cái khu này là có cái trung tâm thương mại siêu thị nữa thì nhiều khi nó sẽ đông hơn. Ngay ngã tư đường Lê Văn Lương đây, Lê Văn Lương quận 7. Ở cái góc này thì nó hay kẹt xe lắm, bình thường ngày thường cũng kẹt. Đường Lê Văn Lương với lại đường Nguyễn Thị Thập. Lê Văn Lương gọi phải là chúng ta ra Trần Xuân Soạn đó. Bánh mì gà. Đó, nước nè, nước nè. Trời ơi, tè tua. Thôi em đậu ở đây nha. vừa nước ngập vừa nhà cửa buôn bán làm ăn héo teo, nhìn thấy thê thảm quá trời quá đất. Đó, bên phải của em cũng nước không này. Tôm quẹo được cái bên phải các bác anh chị xem coi, chỗ này là cây xăng. Đường Lê Văn Lương cái đoạn này đây mà ngày hôm nay nước mênh mông ha, không có sâu nhưng mà trời nắng chang chang nóng được thấy mồ, tự nhiên thấy nước không nghĩ cũng lạ lắm. Con đường này cũng nhiều nước ghê á chứ, cũng dài dài xuống dưới kia luôn. Đó, hướng ra được Trần Xuân Soạn, em nghĩ Trần Xuân Soạn bây giờ cũng nước không á. Đó, hôm nay lên cũng trễ. Trời ơi, gần 9 giờ rồi ha, gần 9 giờ rồi mà nước bây giờ còn lên tùm lum khắp đường phố. Tình hình này là mai mốt nó ngập cho mà coi. Quận 7 bây giờ ngập lên tới đây luôn, Phú Mỹ Hưng đồ cũng ngập. Đó, nước hai bên đường. Còn một chút xíu cái đoạn nước nước như thế này em thấy nó đang lên, hơi ghi lại gửi đến cô bác anh chị. Bây giờ em sẽ lại quay ra con đường Nguyễn Thị Thập nhé, giống như lúc nãy. Làm ăn buôn bán, nước trước tiệm mình thấy cũng ngán. Anh chờ xe bớt rồi mới chạy qua được. Đường xá ở Sài Gòn mình xe đông lắm. Đây là chú bán bột chiên. Gà hấp bía. Rồi em chạy ra đường Nguyễn Thị Thập, cô bác anh chị cập nhật cái đoạn còn lại tiếp nha. Đường Nguyễn Thị Thập thì chạy tới cầu Him Lam là hết. Bên kia cầu Him Lam là khu Trung Sơn. Hành vi ngập như thế này, hành vi xe cộ kẹt đứng tùm lum. Ui đèn đỏ rồi. Đi thẳng thì chúng ta ra tới đường Nguyễn Văn Linh, còn quẹo phải thì lên tới Lotte quận 7. 9 giờ mấy tối bà con mình đây lội nước không ha. Cũng hay, có nhiều trải nghiệm. Giữa một ngày trời oi bức khô rang. Rồi em mời cô bác anh chị vào phải nha. Mấy cái chỗ này lúc trước cũng đông lắm á, hôm nay thấy cũng rất là vắng. Ở đây có mấy cái quán nhậu ngày trước người chạy người mời khách sùm hết. Bây giờ này đó. Quán nhậu này rất là đông nha, hồi trước em đi thường thường lúc nào cũng rất đông, bây giờ ghế trống quá trời luôn đó, ghế trống. Đây là Lotte quận 7, phía trước là ngã tư đường Nguyễn Hữu Thọ và đường Nguyễn Thị Thập. Và nước này nhiệt tình á, ngày hôm nay nhìn cũng mắc cười. Ngay chỗ đi vô giữ xe của Lotte này, đậu xe hơi rồi đó, nước không là nước. Đây là Lotte quận 7. Đó, một cái buổi tối mà rất là nhiều cái hình ảnh, rất là nhiều cái hình ảnh, rất là nhiều cái cuộc sống của người dân mình trong một buổi tối. Nhà cửa cho thuê ngập nước, hàng quán thì vắng vẻ. Để cô bác anh chị cập nhật và thấy được ngày hôm nay nó như thế nào. Đây là cái vị trí phía trước của Lotte quận 7 nha. Tối nay cũng vắng. Mấy năm thấy Lotte cũng trang trí Noel nha. Ở phía trước này nè, người ta có những cái cây thông nè, rồi trang trí các cái đèn nhấp nháy để chụp hình, nhưng mà năm nay là không có luôn đó. Cô bác anh chị thấy là với cái tình hình kinh tế ngày hôm nay thì ngay cả Lotte người ta cũng không có làm trang trí Noel luôn. Năm nào em cũng quay ở đây hết nha, có cây thông rất là to, nhưng mà năm nay là thôi, không có, buồn thiêu luôn đó. Các cái tòa nhà của Novaland này, Sunrise City. Mời cô bác anh chị nhìn một chút phía trước Lotte, ngay cái ngã tư đường Nguyễn Hữu Thọ và đường Nguyễn Thị Thập. Xe cộ ở đây thì thường lúc nào nó cũng sẽ đông, ngay cái ngã tư này cũng hay kẹt lắm. Quẹo phải con đường Nguyễn Hữu Thọ này thì chúng ta đi lên cầu Kinh Tẻ nha, và bà con mình sẽ bán hàng rong ở đây cũng rất là nhiều á, các cái đồ ăn vặt á, hột gà, bắp xào, hột vịt lộn rồi đó. Rồi chắc là em sẽ băng qua cái ngã tư này đi. Qua ngã tư này hướng đi về cầu Him Lam đó. Ở bên trái thì chúng ta quẹo ra đường Nguyễn Văn Linh nhé. Bên phải thì về cầu Kinh Tẻ qua quận 4. Còn ở đây thì chúng ta sẽ đi về cầu Him Lam. Và từ cái vị trí này nó là cái khu nhà giàu, khu nhà giàu Him Lam. Giàu thiệt là giàu, khu nhà giàu mà. Khu nhà giàu buổi tối bán hàng lặt vặt ngoài vỉa hè cũng rất nhiều. Hủ tiếu, mì, xương giò, hoành thánh. học Anh văn. Khu này thì nói chung là ban đêm điều hiu, ban ngày thì người ta làm ăn kinh doanh ở đây thôi, đêm thì không có buôn bán hàng quán. Rồi, như vậy là em cũng sẽ tạm dừng các clip của mình ở đây. Khu Him Lam cũng là đoạn cuối của con đường Nguyễn Thị Thập. Đó, hy vọng là với một cái đoạn clip ngắn ngắn như thế này, cô bác anh chị cập nhật được cái tình hình của Sài Gòn mình, đặc biệt là cái khu quận 7 đường Nguyễn Thị Thập này, với cái hình ảnh rất là điều hiu buổi tối ngày Chủ nhật ha. Gần cuối năm, gần Tết nhất đến nơi, thấy người ta bán hàng rồi trang trí không có gì cả. Kính chúc cô bác anh chị và các kính chúc cô bác anh chị và các bạn thật là bình an và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn ở các clip sau trên kênh Sài Gòn Hôm Nay. Đó, phía trước là lên cầu Him Lam thôi. Ở đây có mấy cái quán vỉa hè, hình như là người ta cũng mới vừa buôn bán này. Đó, quán ốc, quán lậu gì này, lậu cua đồng gì này. Cô bác anh chị thấy là vắng dữ không? Đó.